mặt nè, nó sẽ lệch, nó không phải ở giữa. Rồi cái đường chân tóc hợp sọ ở đây không? Rồi thì mới zoom ra một xíu để các bạn nhìn kỹ vô. Rồi đó, tôi làm trán cao, thành ra cái đường con mắt nó khoảng khúc này, đường chân tóc nó khúc này, nó tóc đây. Thì vừa đây là cách dựng chân dung nam luôn. Nói chung con mắt người già lớn tuổi nè, thì cái bọng mắt ở dưới rõ và cái cơ sau mắt hơi sệ, bởi vì người già cái cơ mắt á bắt đầu hơi sệ chút. Đó, chúng ta dựng hình mắt luôn. Khối mũi nè, mũi rộng, mũi bát tô lâm khá rộng, cánh mũi lớn, xuống miệng hơi hé mở, rồi đến cái môi ở dưới, nhìn chung lớn, khóe miệng, cơ cằm, bởi vì khối thịt người lớn tuổi á, thì hai bên đây chúng ta lưu ý những cái khối cơ. Nè, những khối cơ này nè, lưu ý nè, cơ vòng môi nè. Cơ vòng môi nè, nhìn chung nè, mái tóc nè, lỗ tai bác tôi làm cũng khá là dài.